Rồi xin chào anh em ha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em ngũ cốc cua gáy nha anh em. Thì ngũ cốc sạch nha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em dòng ngũ cốc sạch bên em nha. Thì cái ngũ cốc bên em không dùng chất bảo quản nha anh em, không dùng chất bảo quản ha. Thì hay là chất diệt mối mọt nha anh em. Thì bên đây là hàng này hàng mọc ha. Thì xài an toàn nha anh em. Thì ở đây em vừa nuôi mà mình vừa nuôi vừa bán luôn anh em. Thì nên em không có trộn vô cái bảo quản hay là chất diệt mối mọt. Thì khi mà mình nuôi cho nó ăn nó ảnh hưởng lắm nha. Thì ngũ cốc bên em thì hiện tại thì em trộn trong này nhiều loại lắm nha anh em. Nhưng em không có trộn những cái hạt lớn quá mà nhỏ quá nha. Thì lớn quá thì năng nó lựa nó sốc lắm nè. Còn mà hạt nhỏ quá năng nó mỏ không dính. Thì những cái hạt vừa vừa như nè. Thì em trộn trong đây 7-8 loại, khi mười mấy loại nha anh em. Thì khoảng 12 loại á. Thì em trộn đây nhiều lắm. Thì anh em cần ngũ cốc mẫu nào thì alo em ha. Thì trong này thì em không có chọn như là mè đen hay là đậu xanh nha anh em. Thì mấy cái đó thì giá nó cũng không có cao nên em cũng không có chọn như trong này. Thì anh em về nhà mình mua một ít đó, mình chọn vô cũng được nha anh em. Thì ngũ cốc bên em hiện tại thì em đang bán giá là giá 60 một ký nha anh em, không bao phí ha. Thì ngoài thị trường thì nó cũng nhiều giá đó nha anh em. Thì quan trọng là cái chất lượng thôi. Em chọn vô đây những cái hàng mà nó tốt quá anh em. Thì giá nó hơi cao hơn chút ha. Thì ngũ cốc bên em mà không bao phí nha anh em. Thì bên em thì như bán cũng nhiều mặt hàng lắm, như quần áo ngụy trang lụp hoặc là lồng nuôi rồi anh em. Bên đó thì bên em có bao phí, còn anh em mua vận chuyển vô á, như anh em mua cái lồng thì bên em có bao phí luôn, bán đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Về anh em chỉ thả vô là nuôi thôi. Thì anh em kêu em thả thầy lấy thêm nửa ký hay là ký ngũ cốc gì đó thả vô cho anh em á, thì đỡ tốn tiền phí nha anh em. Thì mỗi lần phí ship vậy là khoảng 30.000 anh em, khoảng 30.000 á. Thì 30.000 là được nửa ký ngũ cốc này. Thì nửa ký ngũ cốc mình cho nó ăn lâu lắm nha nè. Thì cái này là ngũ cốc sạch ha. Thì bên em không dùng thì anh em chất bảo quản, nên em về xài như khoảng một thời gian đó, từ nửa tháng đến tháng trở lên á, mình phải đem ra phơi nắng một lần nha nè, để cho nó mấy cái mối mọt nó không có đấy, nó đỡ mối mọt ẩm thấp nha nè. Thì bên em không có dùng cái chất gì cho hàng mọc, nên anh em xài về mình chịu khó phơi nắng nha nè. Hoặc là anh em mua về tự trộn cũng được nha nè. Thì cái này như là bo qua trắng này, thì hiện tại thì em đang bán ký là 40 nha anh em. Này cây vàng nè, cái hàng sạch nha anh em. Này cây đỏ nè, sạch nha, không có dùng chất bảo quản luôn. Này cũng mới lô này mới về nha anh em, không có bị mọt, nó không có bị mọt mà để lâu chút xíu là nó có bị mọt à. Vì em không có dùng cái chất bảo quản gì cho nó nè, thì nó tất nhiên là mọt phải có nha anh em, nó phải có ha, phải có nha anh. Thì khi mà giao về anh em thì em cũng thổi ha, thổi sạch sẽ rồi em mới đóng gói gửi cho anh em nha anh em. Này xài an toàn lắm, không anh em yên tâm, hay không có sợ bệnh nha anh em. Thì anh em về tự trộn ghi cũng được, hoặc là anh em mua sẵn này, trộn sẵn này, em trộn sẵn thì một ký là 60.000 nha anh em. Anh em có nhu cầu alo em ha, số điện thoại em để trên tiêu đề, anh em điện số đó hoặc là nhắn tin Zalo nha anh em. Em giao hàng toàn quốc ha. Rồi xin chào anh em nha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em.